mình đã quay xe Hà Nội một lần rồi, lại phải quay xe Hà Nội. Tại vì thật sự là cái chiếc xe nó cũng đẹp. Thực sự là chiếc xe nó cũng đẹp các bạn ạ. Với cả mình cũng nhắc lại một chút cái vấn đề của Hà Nội trong cái thời điểm hiện nay, đó là cái phong độ của Quang Hải. Thực ra cuối mùa thì Quang Hải phong độ rất là cao. Ghi bàn ở trận chung kết cúp quốc gia, rồi ghi bàn quan trọng vào lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rồi các thứ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thời điểm này thì Quang Hải đang gặp một cái vấn đề, đó là cái vấn đề bên lề cuộc sống. Khi mà những cái thông tin Facebook cho rằng anh đã bị bạn gái cắm sừng rồi nọ kia, có cô bé Three Day gì đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là với một người Quang Hải thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái phong độ của anh đâu. Tâm lý thi đấu của Hải rất là tốt. Đó là cái chuyện bên lề mà bất cứ ngôi sao nào trong bất cứ lĩnh vực nào, không chỉ bóng đá, đều gặp phải cái áp lực như vậy và những cái chuyện như thế, nó là bình thường. Quang Hải hôm nay thì là người xuống xe đầu tiên và là người đầu tiên bước vào sân hàng đẫy, nghe quý vị. Trên tay Quang Hải có cầm một cái túi bóng thi đấu nữa. Đấy là cái thông tin mà tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay trong cái trận đấu được coi là sống còn với cả Hà Nội và Sài Gòn. Đấy. Đội nào thua là mất, không còn cửa cạnh tranh chức vô địch. Đội nào thắng thì vẫn còn cửa cạnh tranh chức vô địch với Viettel ở vị trí rất đầu. Đấy. Một trận hòa thì coi như là vứt đi với Hà Nội. Đấy. Thực sự mà nói căng với những khán giả. Thì có thể thấy cái tình hình như thế là mùa giải V-League năm nay căng, nhưng mà tôi thấy là bình thường, Viettel vẫn vô địch rồi các bạn ạ. Mà cũng hay ở chỗ này nhá, nếu như trận này mà Hà Nội thắng nha, là ở lượt cuối là họ có thể đăng quang trên sân của Than Quảng Ninh đấy. Than Quảng Ninh thì là đối tác hơi bị thân thiết rồi, quý vị biết rồi đúng không? Đấy. Trong khi vòng cuối là Viettel làm khách trên sân Sài Gòn đấy. Chưa biết thế nào nữa. Nếu như thế thì ban tổ chức sẽ phải chuẩn bị hai cái lễ ăn mừng chức vô địch, một lễ ăn mừng chức vô địch ở sân Cẩm Phả nếu như Hà Nội thắng Than Quảng Ninh, và một chức vô địch ở sân Thống Nhất nếu như mọi thứ nó thuận lợi cho Viettel. Đấy, tình hình nó là như thế, nôm na như thế. Nhưng mà nếu như trận này mà Sài Gòn thắng Hà Nội thì chỉ cần một ban tổ chức chỉ cần một cái sự ăn mừng thôi, chuẩn bị một cái màn trao cúp ở sân Thống Nhất thôi, bởi vì khi đó thì trận Viettel và Sài Gòn sẽ là trận chung kết của mùa giải đấy. Tình hình nó như thế, cho nên là tôi đã vẫn nghiêng về cái khả năng là tất cả sẽ dồn sự chú ý vào cái lượt đấu cuối cùng trên sân Thống Nhất giữa Viettel và Sài Gòn, quý vị ạ.